Măng tây Việt Nguyên xin kính chào tất cả mọi người. Trên tay mình là hộp hạt giống măng tây Grand được nhập khẩu từ Mỹ. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem bên trong hộp hạt giống nguyên kiện thì nó sẽ như thế nào ha. Hôm trước cũng có khách hàng mua nguyên hộp này nè mọi người, nhưng mà không có biết khui, lấy cái dao rạch tùm lum hết, nó không có được thẩm mỹ lắm. Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khui cái hộp này bằng vật dụng quen thuộc, đó là cái bấm móng tay. Bên trong cái bấm móng tay có một cái con dao nhọn nhọn cong cong đó, chính là đồ khui hộp đó mọi người. Chắc hẳn là nhiều quý vị mình cũng không để ý ha, tại vì mình ít xài đó. Nhưng mà bữa nay mình cũng biết thêm được một cái tác dụng của con dao này rồi. Thực sự thì mình cũng thuận tay trái, mà con dao này lại thiết kế cho tay phải, do đó là nó hơi khó khăn với mình một xíu. Nếu mà các bạn làm chắc chắn sẽ dễ hơn mình. Đó, mình cặp vào cái thành hộp và mình bẻ hơi bẻ ra bên ngoài, xong rồi đó ấn cái mũi xuống là nó sẽ đi dễ dàng nha. Đó, nếu mà mình làm lần đầu tiên nó khó thì mình cũng cứ từ từ thôi. Làm mà nhiều lần nó sẽ quen ha, trở thành một cái tay khui hộp chuyên nghiệp luôn. Rồi, mình đã khui xong rồi. Bây giờ mở ra xem bên trong nó như thế nào nha. Đây, hạt giống Grand nhập khẩu 100% nè mọi người. Trong một cái hộp 0,5kg nó sẽ có khoảng 22.000 hạt đó mọi người. Hạt giống Grand thì nó cũng sẽ tương tự như cái hạt Atlas thôi, đóng gói nó cũng y chang vậy. Đây mọi người xem nha, khui xong rồi mình tách lẻ ra theo yêu cầu của mọi người và để trong những cái túi zip như thế này, tránh hở gió, bởi vì hở gió lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của mình rất là nhiều. Đây có cả nhíp gấp luôn nè mọi người, và tỷ lệ nảy mầm của loại hạt giống này là 85% như trên bao bì. Ngoài dòng giống Grand và Atlas thì mình cũng có nhập thêm hạt giống Xuân Liên Hà Lan nữa. Nói chung là ba cái loại này nó phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Mà cái dòng Xuân Liên nó đặc biệt hơn một chút là có lớp bảo quản màu vàng ở bên ngoài.